Phản hồi, ghi nhận từ lâu đã là những từ khóa quen thuộc với các thành viên Tân Hiệp Phát. Đó không chỉ là những con chữ nằm trong quy tắc ứng xử, mà nó trở thành một thói quen, một nét văn hóa của con người nơi đây. Ở đại gia đình Tân Hiệp Phát, các thành viên được cung cấp rất nhiều cơ hội và công cụ nhằm khuyến khích tinh thần ghi nhận và phản hồi giữa đồng nghiệp lẫn với cấp trên. Trong số đó có chương trình Phản hồi cho đi giá trị nhận lại vừa được triển khai vào tháng 4 năm 2019. Theo đó, giám đốc khối hoặc quản lý trực tiếp tặng thanh kiều nốt cho nhân viên vào mỗi dịp tròn 1 năm làm việc tại Tân Hiệp Phát. Em là cảm ơn chị Nhung là cho 365 ngày là người lãnh đạo, 365 ngày phấn đấu và bất chúc chị Nhung thêm thành công, thêm năng lượng và biết chăm sóc bản thân của mình thế nào để dẫn dắt anh em thêm nhiều đột phá nữa. Bích hy vọng trong 365 ngày tới, trong mỗi cái khó khăn, mỗi cái thử thách thì cũng có thêm những người đồng đội để truyền sức mạnh, để mà đưa cú, để làm cho mình cảm thấy là mạnh mẽ hơn, để mình đóng góp xây dựng một cái môi trường tích cực cho tất cả các thành viên khác. Mới cầm một cái thanh kiều nốt xuống dưới bàn của em mà hỏi là em có biết hôm nay là ngày gì không, thì mình mới ngớ người, không có biết là cái ngày gì, sinh nhật hay là gì cũng không phải. Cái chị Thơ mới nói là hôm nay là ngày tròn 1 năm em vô phòng quản lý tài sản, cảm ơn em đã góp phần cho sự phát triển của phòng quản lý tài sản trong 1 năm qua. Khi mình mới bất ngờ, mình đứng dậy, em kêu trời sao chị nhớ hay quá vậy, trời em còn không nhớ luôn á. Khi mà nhận được cái phiếu thanh kiều nốt từ cấp trên về cái thời gian làm việc đầu năm thì bản thân cảm nhận là rất là vui và bất ngờ, được sự quan tâm động viên tinh thần từ cấp trên và công ty, thì tôi thấy rằng đây là một cái chương trình rất là bổ ích, tạo ra động lực cho nhân viên để mà có tinh thần nỗ lực hơn trong công việc. Tròn 2 năm làm việc tại Tân Hiệp Phát, thì lúc nhận được cái thanh kiều nốt này á, thì cảm xúc đầu tiên của tôi cảm thấy rất là xúc động, bởi vì cảm nhận được là trong cái thời gian vừa qua thì quản lý đã luôn theo dõi và đã ghi nhận được những cái sự thay đổi và trưởng thành. Bên cạnh đó, hàng năm, nhân viên xuất sắc sẽ được tham gia vào lễ tuyên dương toàn công ty nhằm nêu gương những thành viên đã nỗ lực trong suốt 1 năm làm việc. Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Giám đốc Trần Quý Thanh, hai Phó Tổng Giám đốc Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích, các giám đốc khối và hơn 1.000 nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018. Năm 2018 là năm đầu tiên có số nhân viên đạt thành tích xuất sắc 1A, cao nhất là 6 người, tỷ lệ nhân viên vượt mong đợi cao gấp 3 lần so với năm 2017. Cụ thể, kết quả đánh giá thành tích năm 2018, 6 thành viên đạt thành tích 1A, 952 thành viên đạt thành tích 2A, 78 thành viên đạt thành tích 1B, bao gồm cả các thành viên ở 3 nhà máy. Và đó chính là tín hiệu tích cực cho những nỗ lực rất lớn của các thành viên trong việc hoàn thành mục tiêu công việc và thể hiện vượt trội về giá trị cốt lõi của Tân Hiệp Phát. Đó chính là những người, những tiềm năng và những điều chúng ta cần nhìn thấy để cho Tân Hiệp Phát có thể tăng trưởng 2 con số và liên tục tăng trưởng như thế từ đây cho đến ít nhất là năm 2023 để chúng ta đạt được tầm nhìn mà chúng ta mong đợi. Tại buổi lễ tuyên dương, chị Trần Ngọc Bích, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng đã gửi lời cảm ơn và chúc mừng đến các thành viên. Và tất cả các đồng nghiệp, khách hàng, cấp trên, công ty ghi nhận cái nỗ lực của các anh chị. Năm nay số lượng nhân viên 1A là có tới 4 thành viên được ghi nhận từ khối sale. Và khối sale năm nay vượt trội, vượt lên trong cái kết quả thành tích của năm 2018. Bích rất là tự hào vì cái thành tựu của khối sale đạt được trong vấn đề xây dựng đào tạo phát triển con người. Chị
nhìn lại cái khoảng thời gian mà mình đã làm trong tại địa bàn đó thì nó ra được kết quả đó, bản thân anh nói chung là rất là hưng phấn. Hôm nay thì em rất vinh dự và tự hào khi được tuyên dương trong buổi lễ với thành tích bộ B trong chương trình đánh giá thành tích năm 2018. Đối với em thì đây là một nguồn động viên cổ vũ rất là lớn, giúp cho em có thêm động lực và tinh thần để cố gắng tốt nhất hơn nữa. Chắc mình nghĩ là tất cả mọi người cũng giống như mình là đều rất là hạnh phúc và hồi hộp và vui vì hạnh phúc thì mình được công nhận những cái thành tích mà mình đã cố gắng đạt được trong năm vừa qua. Động lực lớn nhất của mình là phải cố gắng làm hết sức mình và mình tin là cái gì mình làm cũng được. Thì khi mà mình tin như vậy đó thì mình có cái động lực rất là lớn để hoàn thành tốt công việc của mình. Mình không có cái gì gọi là bí quyết, mình chỉ có cái động lực thôi và cái năng lực của bản thân mình và năng lực của các lãnh đạo của giám đốc khối và anh Tấn và tất cả các manager đã tạo cho mình cái động lực để mình cùng với anh em học viên dưới chúng ta để chúng ta làm việc là tất cả. Ghi nhận phản hồi, cải tiến liên tục, phát triển bản thân là một nét văn hóa mà Tân Hiệp Phát mong muốn xây dựng, góp phần tạo nên môi trường làm việc tích cực cho các thành viên trong công ty. Đây cũng là nền tảng để tập đoàn Tân Hiệp Phát thực hiện hóa nguyện vọng, tầm nhìn và sứ mạng của mình.